Còn nói về hiện tướng thì lại có lớn nhỏ khác nhau. Như trong kinh A Di Đà, trong kinh A Di Đà có những câu sau đây: như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thực ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đường tính thị xưng tán, bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Tướng lưỡi rộng dài này lớn lắm, không chỉ che hết mặt mà còn che trùm cả tam thiên đại thiên thế giới. Việc này có thật không? Lời này của Phật có hơi quá không? Nếu nói quá thì cũng là vọng ngữ. Vậy thì chúng ta nên giải thích như thế nào? Các nhà vật lý hiện nay cho ta biết, ở đoạn trước chúng ta từng đọc về một sợi lông. Một hạt bụi. Lông là lông tơ. Đầu sợi lông tơ có chánh báo nhỏ nhất. Bụi là vi trần, là y báo nhỏ nhất. Những cái nhỏ nhất này vẫn chưa là nhỏ. Ngài bảo trên đầu của một sợi lông tơ, một hạt bụi, thì chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Điểm nhỏ nhất đó Hoàng Niệm Lão là người học khoa học, đã nói với chúng ta trong chú giải của ông, những nhà khoa học gần đây nhất ở thập niên 80, cũng có nghĩa là khoảng 30 năm gần đây, những nhà vật lý đã phát hiện lượng tử nhỏ nhất, và cũng gọi là tiểu quang tử. Rất nhiều khả năng chính là cực vi chi vi mà trong kinh Phật nói, không thể còn gì nhỏ hơn nữa. Nhỏ đến mức độ nào? Chúng ta nói về nguyên tử, điện tử. Hạt điện tử xoay xung quanh hạt nguyên tử, rất giống như một hành tinh, như Thái Dương hệ vậy. Mắt thường không thấy được. Hạt nguyên tử tựa mặt trời ở trung tâm, xoay quanh nó là các hạt điện tử, như các hành tinh. So sánh chỗ nhỏ nhất đó với hạt điện tử, thì bao nhiêu chỗ nhỏ nhất đó mới bằng được một hạt điện tử? Câu trả lời là 10 tỷ. Cũng có nghĩa là một phần 10 tỷ của hạt điện tử là vi điểm, tức điểm nhỏ nhất. Thứ nhỏ đến thế, về hiện tượng vật chất, chúng ta đọc được trong Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, hiện tượng vật chất không tách khỏi hiện tượng tinh thần. Hiện tượng vật chất nhỏ đến đâu, như tiểu quang tử mà các nhà vật lý hiện nay nói, cũng có đủ hiện tượng ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức.
Quán Tự Tại Bồ Tát chiếu kiến ngũ uẩn giai không? Ngũ uẩn nói đó chính là tiểu quan tử. Trong Phật Pháp nói là cực vi chi vi. Nó là hiện tượng vật chất. Trong hiện tượng vật chất này có thọ, tưởng, hành, thức. Có tất cả những thứ đó. Không những thế, trong tiểu quan tử này còn có thế giới. Biến pháp giới, hư không giới ở trong tiểu quan tử này. Trong kinh nói rằng Phổ Hiền Bồ Tát đẳng giác Phổ Hiền có năng lực vào thế giới bên trong hạt bụi vi trần. Vào trong thế giới vi trần để tham bái viếng thăm chư Phật Như Lai, vào trong đó cúng dường Phật, nghe kinh, nghe pháp. Vì bên trong đó rất lớn, thế giới không hề thu nhỏ, vi điểm này cũng không hề phóng lớn. Thế mà trong vi điểm này lại có cả một thế giới. Chúng ta phải hiểu được lý này. Cái lưỡi bình thường của chúng ta che được bao nhiêu vi điểm? Mỗi một vi điểm đều là biến pháp giới, hư không giới. Trong đoạn này viết biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thì khả năng này là có thật, không hề giả dối. Đây là chân tướng của sự thật. Ai nắm rõ, Phổ Hiền Vương Bồ Tát hiểu rõ, quý vị hỏi Ngài thì chắc chắn Ngài sẽ nói cho quý vị biết. Thật đây, chẳng hề giả dối chút nào. Sau đó, Ngài sẽ quay lại bảo quý vị, con cũng thế, chỉ tự con không biết mà thôi. Nếu chúng ta hiểu được một ít kiến thức thông thường trong tự tánh, thì vấn đề đã được giải quyết hoàn toàn rồi. Tự tánh chỉ cần xứng tánh thì không có lớn nhỏ. Chỉ cần xứng tánh thì không có không gian và thời gian. Không có thời gian, không có quá khứ, tương lai. Không có không gian thì không có cự ly, cũng có nghĩa không hề có lớn hay nhỏ. Nếu quý vị bảo lớn thì lớn vô cùng. Nếu quý vị bảo nhỏ thì nhỏ đến cực vi. Đây là một chẳng phải hai. Thực tế chỉ là một niệm ngay đây. Một niệm ngay đây này rất khó hiểu. Một niệm này chính là nhất niệm mà Di Lặc Bồ Tát và Phật Thích Ca Mâu Ni đối thoại. Một cái khẩy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm, chính là một niệm như thế. Một niệm này nếu như chứt đoạn thì hư không pháp giới đều không còn nữa. Dứt đoạn là sao? Dứt đoạn là trở về lại tự tánh. Một niệm này mà không dứt, Bồ Tát ở cõi Thật Báo 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ đã cắt đứt rồi, nhưng vẫn còn dây tơ vương vít. Các ngài đã cắt dứt được khởi tâm động niệm, nhưng tập khí thì chưa đoạn, nên vẫn còn vương vít, vẫn còn hiện tượng phát sinh ra. Ngày nào mà tập khí này dứt tận thì cảnh giới này không còn, cõi Thật Báo cũng không còn. Cho nên tất cả tướng đều là hư vọng, bao gồm luôn cả cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Cõi Thật Báo Trang Nghiêm cũng không ngoại lệ. Chỉ có một thứ thật sự không sanh không diệt, đó là Thường Tịch Quang. Thường Tịch Quang chính là thể thanh tịnh viên minh của tự tánh. Nó không sanh diệt, không có hiện tượng vật chất,
không có hiện tượng tinh thần, cũng không có hiện tượng tự nhiên, nó chẳng có gì cả. Cho nên khoa học bó tay với nó, vĩnh viễn không bao giờ thăm dò được. Trong kinh Phật nói rất rõ về sự việc này. Vì sao lại không thăm dò được? Vì quý vị dùng vọng tâm, dùng tâm phân biệt, tâm chấp trước. Phân biệt là thức thứ sáu, chấp trước là mạt na thức thứ bảy. Công năng của thức thứ sáu lớn nhất. Phật bảo thế, quý vị xem, nó tương ứng với 51 tâm sở. Không có tâm sở nào mà nó không tương ứng. Đối ra bên ngoài thì nó có thể duyên đến cả vũ trụ. Còn đối nội thì nó có thể duyên đến A Lại Gia. Các nhà lượng tử lực học hiện đại đã nhìn thấy được thứ này, chính là hiện tướng A Lại Gia. A Lại Gia có ba tướng vi tế. Nghiệp tướng của A Lại Gia, nhà khoa học gọi nó là năng lượng. Chuyển tướng của A Lại Gia chính là kiến phần. Nghiệp tướng là tự chứng phần. Chuyển tướng là kiến phần. Khoa học gọi là thông tin. Cảnh giới tướng là tướng phần. Khoa học gọi nó là vật chất. Cũng có nghĩa là dùng ý thức. Những gì quý vị duyên tới được là cực hạn. Quý vị đã đạt đến cực hạn rồi thì không có cách gì đột phá nữa. Hiện giờ khoa học biết được hiện tượng vật chất từ đâu mà có. Biết được ý niệm là nền tảng của hiện tượng vật chất. Cho nên hiện tượng vật chất từ ý niệm mà phát sanh ra. Nhưng ý niệm từ đâu mà có, phát sanh như thế nào thì khoa học không tìm ra. Họ chỉ nói một câu cũng chính xác là từ không sanh ra có.